Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều người đang có những thói quen, chẳng hạn như uống rượu, hút thuốc, thức khuya. Những điều này đều gây tổn hại nhất định đối với sức khỏe của gan. Trong khi đó, gan là một cơ quan giải độc vô cùng quan trọng. Nếu cơ quan này xuất hiện vấn đề, sẽ dẫn đến các chất độc không được bài tiết ra ngoài, dần dần sẽ tích tụ trong cơ thể, gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm. Theo các chuyên gia, những người gan tốt khi ngủ sẽ có 3 biểu hiện sau đây. Bạn hãy thử kiểm tra xem liệu bản thân mình có nằm trong số đó. Một, nhanh đi vào giấc ngủ. Nếu có vấn đề với gan, sẽ dẫn đến mất cân bằng chức năng gan, đồng thời sẽ có một số rối loạn nội tiết tố trong cơ thể. Điều này thể hiện là chứng nóng trong gan tương đối mạnh, ảnh hưởng đến giấc ngủ và gây khó ngủ. Do đó, những người khó đi vào giấc ngủ, chức năng gan cũng đang rơi vào tình trạng hoạt động kém. Ngược lại, đối với những người có gan khỏe mạnh, bình thường khi ngủ vào buổi tối sẽ rất dễ dàng, ngủ ngon hàng đêm và ngủ một mạch đến sáng. 2. Ngủ không nghiến răng, không mơ mộng. Trong cuộc sống, thường nghe nhiều người nói rằng nói mơ, nghiến răng trong khi ngủ vào ban đêm là do trong bụng có run sáng. Thực tế, hiện nay mọi người đều đặc biệt chú ý đến vệ sinh, xác suất nhiễm ký sinh trùng tương đối thấp. Bình thường khi ngủ có hiện tượng nói mơ hoặc là nghiến răng, thực chất là do gan trong cơ thể đang bốc hỏa, biểu hiện chủ yếu của chức năng gan bất thường. Khi gan bị nóng sẽ dẫn đến việc cơ thể không thể nghỉ ngơi tốt, gan càng tăng nhiệt thì càng hay bị mê sảng, nói mơ. Các tế bào não của chúng ta cũng sẽ ở trạng thái hoạt động quá mức, làm cho giấc ngủ của bạn không được yên giấc. Một số trong số các tế bào não sẽ ở trạng thái hoạt động, từ đó cũng sẽ làm tổn thương mô não và gan. Nếu bạn không có hiện tượng này vào ban đêm, thì điều đó chứng tỏ gan của bạn tương đối tốt. 3. Không một thói quen thức dậy trong khoảng thời gian từ 1 cho đến 3 giờ sáng. Có một số người thường thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm. Hơn nữa, nhiều người cho rằng đó là do thận có vấn đề. Nếu bạn thường thức dậy vào khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng, thực tế đây là một dấu hiệu cho thấy đang có vấn đề ở gan. Bởi vì đây là khoảng thời gian gan được nghỉ ngơi và thải độc. Nếu bạn thường xuyên thức dậy và đi vệ sinh vào thời điểm này, chứng tỏ chức năng giải độc của gan đã bị suy giảm. Vì vậy, nếu cơ thể xuất hiện tình trạng này, cần phải lưu tâm và chăm sóc gan thật tốt. Gan là cơ quan giải độc lớn nhất trong cơ thể và chịu trách nhiệm về chức năng giải độc. Có thể nói rằng, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người đều cần phải chú ý đến việc duy trì sức khỏe của gan. Nếu có vấn đề trong gan, nó sẽ khiến chất độc trong cơ thể tích tụ lại. Khi sự bài tiết chất độc ở gan không kịp thời, cũng khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng suy giảm. Do đó, điều quan trọng nhất là nên chú ý quan sát sức khỏe của mình để cảm nhận và sớm phát hiện những dấu hiệu thay đổi của cơ thể, đặc biệt là chức năng hoạt động của gan.